có biết em đã yêu anh rất nhiều. Wow. Anh đã trải đủ sóng gió để có một tương lai. Em cũng không còn trẻ để hoài bắt đầu lại. Nếu thực sự đã quá rõ con tim mình thương ai, sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài. 27 em bị tai nạn giao thông, em bị mất trí nhớ. Cái trí nhớ của em nó mập mờ. Em bị mất trí nhớ hoàn toàn 2 tuần đầu. Sau đó 2 tháng thì em mất trí nhớ tạm thời. Nhưng mà trí nhớ bây giờ em vẫn mập mờ lắm. Anh hứa là sẽ cùng em đi ở chặng đường cuối và sẽ làm cho em hạnh phúc giống như bao nhiêu người con gái khác. Bạn gói sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Rồi bây giờ mình mời nhà gái ra trước đi. Xin mời bạn nữ. Rồi mời nhà trai luôn. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Rồi ngồi đi em trai. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của các bạn. Một ngày chúng ta sẽ kết nối cái duyên, cái phận với nhau. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em tự giới thiệu về em nè, về tên tuổi nè, nghề nghiệp nè. Em tên là Hoàng Ngân. Em học Đại học Kinh tế Ngoại thương. Nhưng mà bây giờ em là diễn viên. Đến đây thì thật sự em không biết sau chương trình này thì em và bạn đằng sau cái này có là gì của nhau hay không. Nhưng mà em chỉ mong là sau chương trình này em có thể nói với bạn là: người yêu ơi có biết em đã yêu anh rất nhiều. Wow. Chẳng cần những lý lẽ để nói lên câu tình yêu. Dường như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh. Muốn được chở che cho em những đêm lạnh về. Em muốn nói em yêu anh rất nhiều. Wow. Ngay từ đầu tiên chúng ta thấy một sự lãng mạn của cặp đôi ngày hôm nay. Bạn trai nào bây giờ chưa giới thiệu gì hết, mình hát luôn để gửi tặng đáp lại cái tình cảm của nhà gái luôn nào. Anh đã trải đủ sóng gió để có một tương lai. Em cũng không còn trẻ để hoài bắt đầu lại. Nếu thực sự đã quá rõ con tim mình thương ai, sao không cho nó một cơ hội gối đầu bên bình yên lâu dài. Yeah yeah yeah. Hay quá, một sự gặp gỡ rất là thú vị nha. Thôi bây giờ mình giới thiệu tên tuổi đi. Em xin tự giới thiệu, em là tên là Văn Đại. Năm nay 28 tuổi, hiện đang làm công việc nhân viên kinh doanh ngoại hối ạ. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Đại? Ưu điểm của em thì nhanh nhẹn và nhạy bén. Tại vì ra bươn trải nhiều rồi nên là muốn làm một cái gì đó thì mình chỉ cần nhìn qua thì mình, nói chung là mình tiếp thu sẽ nhanh hơn. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em đôi khi hơi bị nóng tính. Ví dụ như mà khi có cãi lộn với đối phương, nhưng mà không phải bạn nữ nha. Có nghĩa là tranh chấp một cái vấn đề gì đó thì mà nhà vô quýnh ta luôn không đâu. Mình có thể không kiềm chế được cảm xúc lúc đó. Thì lúc đó thì không kiềm chế nhào vô quýnh tao luôn chứ làm gì. Có thể là mình gay gắt hoặc nói lớn nhưng mà không phải là quýnh lộn. Cãi lộn luôn hả? Đúng rồi. Ồ, cái này cũng hơi căng rồi nha. Cọc tính chút xíu quá nha. Dạ. Rồi, nhà gái. Ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là mạnh mẽ. Em nấu ăn ngon. Em độc lập tài chính. Dạ. Anh cũng nấu ăn ngon nữa. Bên kia nấu cũng ngon lắm. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là cũng nóng tính giống bên kia không? Không, em không nóng tính. Em buồn thì em đi nhậu, mà vui thì em cũng nhậu. Cái gì? Mà bình thường mà không có chuyện gì làm á thì em cũng nhậu. Dạ không, bình thường không chuyện gì làm ở nhà ngủ thôi chứ nhậu làm gì. Mệt. Sao Đại nghe gái mà thích nhậu, vui nhậu, buồn nhậu sao Đại? Tại vì bạn đó đúng gu của em. Trời ơi. Bạn đó bạn thích nhậu tại vì khi mà hai người nhậu với nhau thì sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Em cũng nhậu luôn hả? Đúng rồi. Đâu nhậu vô là xỉn quá rồi, chia sẻ được gì đâu trời. Không, tại vì khi mà ví dụ như mà hai người mà quan tâm đến nhau thì bình thường thì khi mà nhậu với nhau thì mình sẽ chia sẻ, có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Trời đất ơi, hai đứa đúng là thiệt. Đứa nào thích nhậu hơn đúng gu rồi, hai này về chắc xỉn suốt luôn á. Dạ. Nhưng mà đấy là tật xấu thôi. Thì em cũng nói là em tự nhận em là một người luôn sống tử tế và có một trái tim lương thiện. Còn tất cả còn lại xấu hết trơn. Nhưng mà nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe thôi. Bạn Đại, đường tình trường của bạn thế nào?
Em thì tình trường thì đã từng có hai mối tình rồi. Một mối tình là lúc đó là thời sinh viên năm 2. Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm là cũng kéo dài được 2 năm á. Quen 2 năm lý do sao chia tay? Tại vì bạn đó bắn về nước của bạn rồi, xong rồi dịch không có quay lại đây được nên bạn là... đó người nước ngoài hả? Dạ bạn đó người Hàn Quốc. Ừ. Bạn về bạn ở luôn, không có liên lạc luôn. À vẫn có nói chuyện nhưng mà mình không thể yêu xa và bạn không quay lại Việt Nam nữa thì mình không thể nào tiếp tục nữa. Dạ. Lâu lâu vẫn có nhắn tin hỏi thăm nói chuyện giống như người bạn. Coi như là bao nhiêu chuyện cũ là chúng ta xếp lại được rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ là muốn bắt đầu một cái mối quan hệ đúng không? Đúng rồi chị. Ừ vậy thì bây giờ hãy nghe cái tình trường của bạn nữ bên đây đi đã. Tình trường của mình như thế nào em? Em chỉ nhớ đúng mối tình gần nhất thôi. Tại vì 2017 em bị tai nạn giao thông. Em bị mất trí nhớ. Em bị tai nạn từ năm 2017. Dạ. Là kể từ đó là em không nhớ những cái gì mà trước 2017. Không. Cái trí nhớ của em nó mập mờ. Em bị mất trí nhớ hoàn toàn 2 tuần đầu trong cái lúc mà em nằm viện ở 115. Sau đó 2 tháng thì em mất trí nhớ tạm thời cái, nhưng mà trí nhớ bây giờ em vẫn mập mờ lắm. Em chỉ nhớ đúng cái người gần đây nhất, chia tay cách đây 3 năm. Rồi cái cuộc tình đó như thế nào mà em chia tay? Một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa phôi pha. Cái chuyện tụi em chia tay á, nó lãng nhách rồi chị. Tụi em cãi nhau cái chuyện nhỏ xíu xíu à. Cái sau đó thì em mới, cái bực cuối cùng á, em mới bảo là em kể ra hết, em nói ra hết tất cả những gì mà trong một năm mấy qua em nhịn người ta đó. Em cố gắng để mà vun đắp cả hai á. Xong cái qua ngày hôm sau người ta bảo là người ta không ăn được đồ ăn ở Việt Nam nữa. Khí hậu Việt Nam nóng quá và mất quá. Hả? Dạ người Đài Loan làm việc tại Cần Thơ. Ờ. Sau đó thì em nghe cái lý do là em hỏi là câu cuối muốn nói cái gì thôi. Đừng có lý do. Em không thích lý do. Thì bạn bảo là congratulations thì em không hiểu luôn. Các bạn mới kêu là break up thì em ok. Vậy là chia tay á chị. Trời đất ơi. Nhanh gọn lẹ vậy dạ, hả? Dạ đúng rồi, chia tay tới giờ 3 năm luôn. Nói chung á là thôi. Ta về ta tắm mau ta đi đúng hai rồi. Bạn ơi. Rồi bây giờ nhà gái cho tôi biết tiêu chí để tìm người yêu lý tưởng như thế nào. Em không cần một người hoàn hảo, bởi vì em chỉ cần một người yêu thật tâm yêu em thì người đó sẽ làm những điều hoàn hảo dành cho em. Hay. Một câu nói rất hay. Em có phải là người hoàn hảo là hay là người thật tâm? Em chưa hoàn hảo. Nhưng mà em thì là một người là theo người khác nhận định giống như là bạn bè hoặc đồng nghiệp họ nhận xét em là một người thật tâm. Bây giờ bạn trai tiêu chí chọn bạn gái của bạn trai là như thế nào? Em thì cũng giống như bạn nữ, không có hình mẫu gì hết. Nhưng tại vì mình thực sự tới với nhau thì quen nhau thì quan trọng là có vì nhau để mà làm cho hai người hợp nhau hay không thôi. Còn nếu như mà tính cách mà hiện đại có xíu gì một đôi gì đó truyền thống thì càng tốt. Thật ra là tôi thấy bạn nữ là hơi cá tính đó nha. Cho nên là... Thì đúng rồi, tại vì nếu như mà kiểu như có nét hiện đại đi ra ngoài, có thể đi chơi, có thể biết nhậu như thế thì cũng tốt. Mình qua mình chào hỏi nhau một cái. Hello. Coi đứng lên cho bà coi tướng cái đi đại. Hơi ốm. Ờ, tướng này thấy giống tướng người mẫu à. Ốm ốm, giọng giọng cao, mặc quần ống côn rồi, rất là sai. Thật ra thì về ngoại hình là thấy cũng được rồi. Rồi rồi mà khỏe à. Đó. Đó, cho nên là bây giờ ví dụ như mà em, cái người bạn gái của em mà hơi cá tính, tại vì chị nhận xét là chị thấy bạn này là hơi cá tính á, có cái gì là nói thẳng liền tại chỗ và không cần lý do, chỉ cần kết quả thôi, thì nhắm chịu được không? Em thích kiểu cá tính như vậy. Em thích kiểu cá tính như vậy. Hiền quá thì trong cuộc sống nó sẽ quá ảm đạm. Bà mới thấy sao? Nhà trai ổn không? Tôi thấy là nhà trai này là ok nè, ổn nè. Nên, cái gì vậy? À, cái này là bún chả Hà Nội. Bún chả, chúc đem tặng. Mới order hả? Không, cái này là em làm. Em làm. Dạ đúng rồi, à, tại vì ngày lúc trước thì em có kinh doanh một quán ăn hương vị của Hà Nội. Nhưng mà không thành công. Thì bây giờ vẫn có quán đó nhưng mà mở nhỏ lại kiểu như bán kiểu gia đình thôi. Thì khoe với người gái cho biết. Đâu đây để tôi thử coi. Đem qua bển thử trước đi rồi gặp nhà trai sao. Ủa? Đem qua bển cho nhà gái thử đi, tôi giới thiệu trước. Trời ơi, tài lẻ là nấu ăn rồi này kia. Đó, ăn thử bún chả Hà Nội đi, nấu y như miền Nam luôn. Mình phải thử trước để coi mình kiểm định cái thức ăn này coi nó có hợp miệng kiểm định hay không. Đi. Chào nhà gái. Thử đi, nhà trai tôi nấu đó. Cái này anh nấu hồi nào á?
Nấu từ lúc 11 giờ. Quá đáng. Mới nấu đây đúng không? Mới nấu. Tại vì cái món này thực ra thì phải ăn nóng và có nước chấm đi kèm thì mới ngon, nhưng mà thử tại miếng vì... thịt coi miếng miếng chả đó nêm nếm nó đậm đà hay không? Nêm nếm nó đậm đà hay không? Thịt có dai không? Thịt heo nái mà nó nấu mềm vậy đó. Là đổ hầm 3 ngày. Em thấy thử, thử đủ rồi ạ. Hả? Ngon rồi. Trời, còn nhiều món nữa mà nó chưa mua đó. Ủa sao gà nhà mà không bên vậy? Chưa nấu, nó lộn. Dạ. Yên tâm, món này ngon ha. Thôi, vậy là chứng minh được là nhà trai tuy không hát hay nhưng mà nấu ngon. Dạ. Bây giờ là thêm một thử thách nữa là bạn nói bạn làm là bạn phải nói rõ bạn mua nguyên liệu như thế nào. Okay. Trong đây nó gồm những nguyên liệu gì rồi bạn làm như thế nào mới kiểm chứng được là chính xác là bạn làm. Ok ok ok. Nói đi. Thịt ba rọi. Ừ, ba rọi. À, hành tím. Ừ. Tỏi. Hành hành tím bằm, tỏi bằm. Ừ. Bột ngọt. À, đường. Rồi nước mắm. Xong rồi mình sẽ xay xay ra. Xay hết. Đúng rồi, trộn đều lại. Trộn đều ra lại. Xong rồi mình sẽ nắm tròn như vậy mà mình nướng. Nhưng mà nướng bằng than củi. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà than củi mới thơm. Đúng rồi, than củi nó có mùi khói khói. Nó khét khét nó thơm. Được chưa? Chưa. Được hả? Tại vì mới đầu tiên á, cái này em thấy đâu phải là thịt ba rọi đâu. Theo em nghĩ thì là thịt gì? Thịt nạc dăm. Không biết nữa, tại vì anh mua thịt ba rọi mà. Vậy là cái bà bán thịt, bà bán thịt lộn. Bà bán lộn. Tại vì á, thịt này là mình mua của mối rồi. Ừ. Hàng ngày họ sẽ giao cho mình. Thì hàng ngày họ sẽ xay sẵn cho mình và họ mang đến hôm cho mình. Hôm nay thôi. Bà lỡ giao thịt dăm rồi. Không sao. Thôi lỡ rồi bỏ qua đi. Bỏ qua đi ha. Khó quá. Thầy gái khó quá. Người ta cá tính mà. Người ta cái gì là phải ra cái đó. Được rồi. Nói chung nay tôi thấy nhà gái có cá tính ha. Xinh dễ thương. Cứ nói cái gì là hát cái đó thôi. Vậy là vui rồi đó. Mai mốt về gây lộn hát. Nhau là hát nha. Hát rồi, mỗi lần gây lộn là hát. Gây lộn là hát. Còn bên kia hả, mỗi lần gây lộn là đi ra cái bắt chảo lên xào 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 rồi nghỉ gây. Vậy cho nó khỏe nha. Thôi, được. Tôi chịu nhà gái nha. Nha, xinh, nhà gái xinh lắm. Bây giờ mình gặp người thân chút đi rồi cho hai bạn gặp mặt nào. Nhà gái đi với ai? Dạ, em ở Sài Gòn có một mình thôi. Mấy năm nay lập nghiệp một mình và chỉ có một mình ở đây thôi ạ. Tôi thấy thương không? Đúng ra là em phải hát bài Một Mình của nhạc sĩ Thanh Tùng. Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên. Em thấy sai sai rồi á. Em đi mưa một mình. Nhớ gì thì thầm ngoài hiên. Đêm nay tôi vẫn một mình nhớ ai. Đêm nay tôi lại một mình. Đó, nó vô liền chủ đề liền không? Okay. Hay quá, chú Linh hay quá. Rồi. Hôm nay mình đi với ai? À, dạ em cũng đi một mình. Do nhớ. Thôi 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 thôi, không có thời gian cho đôi trẻ. Trời ơi. Thôi được rồi, hôm nay hai bạn một mình hết, để tôi lo, được chưa? Thôi mở rào. Nào, đây là không gian của các bạn, các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau, cảm nhận về nhau. Chào em. Vô. Cho em hỏi là anh có thích biển không? Tại vì em cũng giống như biển vậy đó. Ý là em nói là mình lòng mình rất rộng giống như biển hay là nét đẹp? Dạ giống không, như là em mặn. Em mặn. Thì hai bạn có chuẩn bị quà dành tặng cho nhau không? À, em chỉ chuẩn bị đồ ăn thôi. Em có. Rồi, em cảm ơn em. À, nhưng mà cái này có ý nghĩa gì không? Hai tay anh ôm sương rồng rất lâu. Dạ không, cái này thật sự không phải như cái lời bài hát. À. Em tặng anh, nếu mà em tặng anh một cái cây hoa thì nó sẽ héo tàn trong 5-10 ngày. Còn em tặng cây sương rồng này thì nó sống hoài luôn á. Giống như tình cảm của em sẽ sống hoài nếu mà anh còn giữ nó, còn không em lấy lại. À. Lần đầu tiên gần 30 năm chúng ta mới gặp nhau thì chúng ta cho nhau cảm xúc như thế nào đó, hãy nói lên đi. Tại vì em cũng vào Sài Gòn đây kiểu như lập nghiệp một mình thì anh nghĩ là em cũng trải qua kiểu như cũng bươn trải cũng nhiều rồi.
Nếu như mà em không ngại một người con trai mà cũng giống như em đang lập nghiệp thôi, chưa gọi là chưa có gì gọi là có trong tay hết, thì anh hứa là sẽ cùng em đi ở chặng đường cuối và sẽ làm cho em hạnh phúc giống như bao nhiêu người con gái khác. Cái gì mà hứa đi chặng đường cuối rồi chặng đường đầu, chặng đường giữa, ai đi? Em đang suy nghĩ luôn á. Nhưng mà hứa là sẽ làm cho em hạnh phúc như bao người con gái khác là hai người bạn gái cũ anh hả? No. Có nghĩa là ở trong cuộc sống này thì bao nhiêu người con gái cũng hưởng được giống như hạnh phúc mà. Những người khác thì cũng có hạnh phúc, thì mình cũng làm sao nếu như mình hợp thì mình cũng hạnh phúc thôi, chứ không phải là như hai người cũ. Tại vì bây giờ những người cũ rồi đó là quá khứ rồi, làm sao mình có thể nói chuyện quá khứ được. Việc quá khứ của anh gần nhất á là tại vì dịch nên người ta về bên đó không yêu tiếp được. Nhưng mà lỡ gì mà hết dịch thì người ta lại quay lại đây rồi làm sao? Lúc đó thì em phải làm thế nào? Tại vì kiểu như mình xác định lúc đó thì bây giờ thì ví dụ như mình lớn rồi, mình phải cần có kiểu như là mình suy nghĩ tới tương lai. Bây giờ ví dụ như bạn có quay lại thì mình cũng đâu có còn tình cảm, mà huống chi bạn cũng có người mới rồi thì mình làm sao mà có thể quay lại được. Và cái chuyện tình cảm mà đã gọi là mấy năm rồi mà không dành cho nhau nữa thì làm sao mà còn ấn tượng với nhau hay là còn tình cảm với nhau. Nó còn hình trong Điện thoại. Lấy không, ra coi liền. Lấy ra coi liền đi anh. Lấy ra coi liền. Còn có. Lấy ra coi liền. Có. Còn để hình trong điện thoại không? Hồi nãy nói với tôi á là hả? Tính đó số nhòa hết rồi. Trong đầu là trống rỗng rồi nên mới đi lên đây. Không có hình. Tại vì khi mà có em hình đại diện đó. Không có hình. Không, hình đại diện là bầu trời xanh ngắt. Không có hình một bạn nữ nào luôn chứ không phải là có hình. Rồi thôi được rồi, coi tới đó được rồi, coi nữa tôi nhiều cái không không thấy gì phải coi mấy cái mà năm 2 năm trước chứ. No, không có hình. Em tin anh. Em tin anh. Rồi, bây giờ mình nói quan điểm với hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Nếu như mà kết hôn thì em thích sống chung hay là thích ở riêng? Sống đâu cũng được hết anh. Sống chung thì mình phải cố gắng rất nhiều để hòa hợp cả ba. Còn sống riêng thì hòa hợp có một. Đương nhiên là thích sống riêng rồi. Nhưng mà nếu mà ba mẹ muốn sống chung thì mình vẫn sống chung được. Nghĩa là cái muốn sống riêng nhiều hơn sống chung đúng không? Dạ đúng rồi. Thế đó nói rõ quan điểm của mình như đó. Thế bây giờ thì em sẽ bước tới nắm tay bạn gái, rồi mình nói những cái cảm nhận nãy giờ mình cuộc nói chuyện và mình cảm nhận gì về cái người đối diện như thế nào. Đó, nào giao lưu cảm xúc chút xíu. Có gì đâu. Nào. Thì nếu như được em có thể cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu tiếp. Còn cái chuyện mà ví dụ như tính đến hôn nhân thì lúc đó mình còn phải xem vào hai bên như thế nào, còn phải tìm hiểu như thế nào nữa. Sau cái chương trình này mình cho nhau cơ hội rồi thì đương nhiên là mình sẽ còn gặp nhau nhiều. Ví dụ như là đi xem phim, đi ăn hoặc là đi nhậu hoặc là đi đâu đó thì nó chưa biết. Chị đi xem phim, đi ăn thôi nha, hoặc đi cà phê thôi nha. Rồi, chào mừng. Cái khúc đi đâu đó em chóng mặt thôi, em sợ. The Great Wave. Toshiba. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm và kiểm tra lại con tim của mình. Phải thật sự nghiêm túc với nó. Bởi vì trên hai chiếc ghế của các bạn ngồi đó, biết bao nhiêu người đã kết hôn, đã yêu. Hãy thật sự bấm bằng cả trái tim của mình. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau thật chặt nào. Từ nay về sau anh sẽ nắm tay em. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Dạ, em cảm ơn ạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm
nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Còn đây là phần quà dành tặng cho hai bạn cốt súp gà Quốc Việt Food. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN. Hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Em cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn. Em cảm ơn chương trình ạ. Đây thì chị cầm xuống đây. Chúng ta về đến với cặp đầu tiên. Hôm nay chúc mừng Ngọc Lan đó. Nói chung là cặp đôi đầu tiên mà được thành đôi với nhau cũng khá là vui và khá là đỡ áp lực rồi. Cho nên là bây giờ chính vì cái chuyện mà đỡ áp lực thì Lan sẽ nhanh chóng mời cặp đôi thứ hai ra để mà chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện kết nối cho hai bạn. Mời quý vị. Người đàn ông á là phải có một cái công việc ổn định. Đúng. Độc lập về tài chính. Đúng. Rồi có trách nhiệm trong công việc lẫn trong cái cuộc sống gia đình nữa. Đúng. Chắc vậy chắc. Yeah. Chắc vậy chắc. Tôi cũng chắc lắm à. Tôi cũng chắc lắm à. Thôi đi. Thôi đi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu em mất rồi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng trong trái tim anh yêu mình em. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, bây giờ mình là nhà gái cho nên là bây giờ mình giới thiệu trước đi. Dạ, dạ em tự sự giới thiệu, em họ tên đầy đủ là Nguyễn Võ Kim Hiền. Hôm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp hiện tại của em là điều dưỡng. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn trai? Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai MC dễ thương và tất cả khán thính giả trong trường quay của ngày hôm nay ạ. Ủa, tôi tưởng đâu có thêm một MC nữa không á. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Đặng Phú Thịnh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ, em đến từ Tây Ninh. Và công việc hiện tại của em là tài xế. Trước đó là em học theo đuổi quản trị kinh doanh. Kinh doanh sao cuối cùng ra làm tài xế? Dạ, lý do là em muốn tiếp cận thị trường. À, muốn trải nghiệm ha. Dạ. Rồi từ từ chúng ta mới phát triển cái nghề của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Biết đâu sau này sẽ làm dịch vụ cho thuê xe. Đúng rồi. Rồi dịch vụ liên quan tới gọi là du lịch này kia. Dạ. Ha? Ok. À, bây giờ mình nói một chút ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á là biết nấu ăn. Thứ hai là thích chơi thể thao fitness. Thứ ba là ca hát, nghệ thuật. Fitness là tập gym á ha em? Dạ đúng rồi chị Lan. Vậy là bên đó muối dữ lắm hả? Sao? Mười mấy muối luôn á. Đi qua coi liền. Tò mò mấy cái này. Nghe đó. Muối là khoái rồi. Dạ em chào chị Lan. Chắc vậy chắc. Dạ. Chắc vậy chắc. Dạ. Tay cũng chắc lắm à. Tay cũng chắc lắm à. Thôi đi. Thôi đi. Bây giờ nghe chị hỏi nè. Dạ em nghe. Mình là dân tập gym đúng không? Dạ. Là mình khỏe lắm đúng không? Dạ. Ngày hít đất bao nhiêu cái? Dạ bình thường mỗi ngày hít đất thì tinh tiến chứ không tinh cái chưa? Tinh tiến chứ không tinh cái chưa? Thôi thôi, thấy ghê chưa? Làm luôn. Làm luôn. Làm liền. Làm luôn. Dạ, ok, em làm sẽ... Làm tiếng hai tiếng coi chơi nè. Phần hít đất nhẹ thôi. Dạ. Tinh tiến mà. Làm tiếng rưỡi, hai tiếng coi chơi coi. Làm thấy mệt thì thôi nha. Trăm mấy rồi đó. Nửa tiếng anh. Hả? Nửa tiếng chưa? Đó, tiếng rưỡi rồi đó. Dạ. Hay quá, mới đó mà đã một tiếng rưỡi hít đất rồi. Nói thôi chứ nhìn cái hành động thôi. Hít lên nó xuống nó nhẹ nhàng. Nó giống như kiểu như nhảy dây vậy đó. Giờ con mời chú. Giờ con mời chú. Trời. Chú nói là chú cũng cứng dữ lắm. Cho nên là bây giờ con xin được mời chú là chú làm sao mà để cho con thấy là chú cũng cứng giống bên đây. Chú lúc cứng lúc mềm nha. Chứ không phải lúc nào cũng cứng nha. Thành ra bữa nay không biết mềm hay là nói. Dạ rồi. Làm khó quá. Mày hít mấy cái? Dạ có mấy chục cái à. Chú lên. Ác quá. Ừ.
Thôi được chú ơi, chú. Hả? Được rồi. Hai nữa đi. Con tin rồi. Con tin rồi. Để cho chương trình còn tiếp tục quay. Thêm cái nữa đi. Thôi. Đừng có nhỡ. Tiền đình luôn. Nó rung chân luôn rồi. Ráng vậy thôi. Ráng đứng như thật ra mềm xèo à. Dạ. Con thấy đúng. Con hơi xài thì con thử thách chú rồi. Thôi con đi về đây con kiểm tra vậy là được rồi. Được chưa? Ngon. Trời, nhà trai hơi bị ngon à. Ngon lắm em ơi. Từ ông Mai cho tới bên đàn trai là khỏe lắm á nha. Rồi hồi nãy giờ là giới thiệu về điểm mạnh rồi, còn điểm yếu là cái gì nè, nói luôn nè. Dạ là điểm yếu của em là hay quên thôi. Với hay bị trễ giờ xíu. Rồi thôi bây giờ tới nhà gái nè. Điểm mạnh, điểm yếu là cái gì? Dạ điểm mạnh của em thì cũng là biết nấu ăn, biết làm bánh. Em sắp xếp với quản lý công việc cái trong cuộc sống, những cái điều trong cuộc sống thì nó cũng tốt. Dạ. Em thì cũng hơi ít nói với lại hướng nội á. Thì đó cũng là khuyết điểm của em. Thỉnh thoảng thì em có cái tính cầu toàn á chị. Tức là trong công việc thì em luôn muốn làm tốt nhất á. Cho nên là nhiều khi người ta nhìn vào thì người ta nghĩ là mình khó tính. Không, chị thấy là những cái em nói là những cái điểm yếu của em đưa ra thì chị thấy nó cũng hợp lý, nó không có cái gì gọi là yếu đâu. Yeah. Cái cầu toàn nó cũng là một cái điều mà mình cũng nên có cái tính đó để mình hoàn thiện mình hơn. Còn ví dụ như là em người hướng nội thì đây bên kia là dân tập gym nên tiếp xúc với lại nhiều người ở bên ngoài thì nó cũng hỗ trợ được cho em. Rồi còn bên kia thì là hơi hay đản trí hay quên thì em lại là cái người giỏi về cái việc sắp xếp. Đó thì rồi, được rồi đó, con thấy sơ sơ là được rồi đó ông Mai ơi. Đúng không? Dạ. Vậy thì nhà gái cho nhà trai biết chút xíu đường tình duyên đi. Dạ chú Quyền Linh là con trước giờ có 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất con chia tay là cũng được gần 1 năm rồi. Tụi con quen nhau chắc cũng được 7 tháng á. Xong mình chia tay được 1 năm. Sao chia tay vậy? Dạ thì lúc đầu cũng hợp với cũng vui lắm chị. Sau rồi mình thấy mình bàn về những cái quan điểm về hôn nhân lâu dài á thì mình thấy bất đồng, em thấy nên là dừng lại, không có nên kéo dài. Chào nhà gái. Chào chú. Lúc đầu cũng vui ha. Dạ. Thì sao từ từ nó hết vui ha. Dạ. Làm sao để có thể vui suốt cả cuộc đời luôn, rất là khó. Chúng ta phải cực tìm nhau rất là kỹ. Hồi nãy là bạn có nói là bạn chia tay là vì không bất đồng quan điểm về hôn nhân. Khi mà bàn về những vấn đề hôn nhân thì bị bất đồng. Vậy thì cái quan điểm về hôn nhân của em là như thế nào? Giờ mình nói luôn để lỡ có bất đồng thì thôi. Nếu bắt đầu ngay từ đầu chia tay ngay tại sân khấu này luôn. Dạ. Thử thì con nghĩ là người đàn ông á, thứ nhất là phải có một cái công việc ổn định. Đúng. Độc lập về tài chính. Đúng. Rồi có trách nhiệm trong công việc lẫn trong cái cuộc sống gia đình nữa. Đúng. Cái người đó phải rộng lượng, biết đối nhân xử thế chú. Chứ không có tính toán khét nét chi ly từng cái nhỏ nhặt quá. Biết chia sẻ quan tâm với là những cái công việc người ta hay kiểu bảo thủ cổ suý cho việc là dọn dẹp nấu ăn phải là của phụ nữ á chị. Thì mình nên chia sẻ một chút. Rồi. Con thì con cũng biết nấu ăn nhưng mà mong bạn nam cũng có thể chia sẻ là cùng con nấu hoặc là phụ những cái công đoạn nào đó nó đơn giản. Rồi. Dạ. Vậy chú hỏi nhà trai coi nãy giờ á, cái mong muốn của nhà gái vậy đó, nhà trai thấy mình chiếm được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thưa chú Linh, là cái mong muốn của bạn gái thì con có thể là được 99.7%. Trời ơi ngon lành chưa. 99.7 luôn á. Được. Bây giờ mình cụ thể được không nhà trai ơi? Khi mà kết hôn thì em sẽ giặt giũ nè, nấu ăn nè, đi chợ nè, rửa chén nè, quét nhà nè, lo tất tần tật ở trong nhà. Hoàn hảo. Dạ. Nhưng mà làm tháng mấy lần? Dạ là có thể là tất cả các ngày trong năm luôn. Wow. Làm mấy năm? Dạ nè, đến suốt đời luôn cũng được. Trời ơi hoàn hảo. Sư phụ. Kinh thuật luôn. Nếu người đàn ông nào được như thế này thì quá là tốt luôn ha. Nhưng nói giữ lời nha. Dạ. Nhớ mới không có đổ thừa công việc rồi. Tôi bận quá tôi cũng làm được nha. Có như vậy là tốt rồi. Có mấy mối tình rồi? Dạ thưa chú Linh, là trước đây là con có 2 mối tình. Chỉ là đơn phương thôi. Mình thương người ta mà người ta không đáp lại tình cảm của mình. Đơn phương thôi hả? Dạ đúng. Trời, rồi người đàn ông hoàn hảo gì mà yêu đơn phương, phí quá ta. Sao không nói cho người ta biết con? Có nói nhưng mà là vì lúc đó là ngoại hình là không có được ok cho lắm chú Linh. Lúc ngoại hình sao? Ngoại hình lúc đó là không có được... Chưa có muối nào á. Không có được nhạy bén như bây giờ. À giờ là nhạy rồi đúng không? Là nhạy bén rồi. Dễ thương thế nào luôn. Hình mẫu lý tưởng của bên nhà gái này đã đưa rồi ra rồi đó.
bên nhà trai đáp ứng được 99% rồi. Còn nhà trai hình mẫu lý tưởng thế nào cho nhà gái biết coi có đáp ứng được nhiều phần trăm không? Dạ thưa chú Linh, là cái hình mẫu của con thì rất là đơn giản thôi ạ. À, thứ nhất là cũng có chiều cao thôi. Cao nhiêu? Dạ là trên 1m6 là đủ rồi. Bên kia mét bên mấy? Bên kia bên đây. Dạ con 1m57 à chú Linh ơi. Chết rồi. Đôi... sao còn đôi guốc nữa? Đôi guốc nó tới một tấc đằng. Vậy thôi đó hả? À, còn nữa chú Linh. Gì nữa? À, chiều cao, rồi công việc ổn định, biết quan tâm và chăm sóc những người thân trong gia đình là đủ rồi. Chú thấy bên kia có đó, chú thấy được đó. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xong rồi cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Bây giờ em đi với ai? Dạ em đi với hai đứa em của em á. Dạ. Hai đứa em họ. Xin chào nhà gái. Dạ con xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, chào chị Ngọc Lan và các quý vị khán giả. Chào anh Thịnh. Thì hôm nay được chị Hiền tin tưởng giao nhiệm vụ là đi tới đây để nhìn anh đàn trai. Thì con xin chia sẻ ý kiến cá nhân một chút. Trong những tháng vừa qua thì mọi người cũng biết là dịch hoành hành rất là nhiều. Thì chị Hiền của con với vai trò là một người điều dưỡng thì chị Hiền phải đi làm rất là cực, rất là vất vả. Cho nên là con muốn chị Hiền có thể tạo được một niềm vui cho mình, tạo được một cơ hội mới khi mà mình qua được một cái giai đoạn khó khăn đó. Cho nên là tụi con làm đăng ký bản hẹn hò cho chị Hiền con. Trời ơi, dễ thương. Thì chị Hiền con đó là một tiếp người truyền thống, làm nghề điều dưỡng mà, cho nên là tấm lòng của chị Hiền rất là chân thành và biết chăm sóc mọi người, là đó một cái điều mà anh Thịnh mong muốn. Thì chị Hiền em là đảm bảo với anh 100% luôn, là chị Hiền rất là biết quan tâm chăm sóc người khác. Em muốn là chị Hiền vui vẻ, có thể tạo được một niềm vui mới sau cái giai đoạn khó khăn dịch vừa qua. Thì chị có thể là tạo cơ hội cho mình bấm nút để tìm hiểu một anh Thịnh đã có thể tạo động lực đi tập để mà mình có thể tốt hơn về thân hình của mình. Đó là ý kiến của con ạ. Hay quá. Bây giờ hỏi ý kiến bằng trai chút nè. Dạ, việc mà hai đứa em này ở đây là để giúp sức cho chị để tìm được hạnh phúc của mình. Và thật sự là khi mà thấy được chị chủ động hơn với cái đi tìm hạnh phúc của mình thì hai đứa em này rất là vui. Thì em mong rằng là cả hai người có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình trong thời gian ngắn sắp tới ạ. Bây giờ thì Thịnh đi với ai? Dạ thưa chú Linh, là do công việc bận cho nên là con đi một mình. Rồi không sao. Dạ. Ở đây sẽ có rất nhiều ủng hộ con nha. Dạ. Cố lên nào. Bây giờ chúng ta sẽ gặp trực tiếp với nhau để đúng cùng rồi trò chuyện, để cùng tiến tới một cái điều quan trọng, đó là đưa ra quyết định của chính mình. Mở rào. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Chào em, chào em. Tặng quà em ơi, tặng quà. Chào em. Dạ. Em có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em. Anh cũng có một món quà anh tặng em. Dạ, dạ. Cảm ơn. Mở ra coi bạn gái mình tặng. Mở ra. 2, 3, mở. Dễ wow. Thương quá vậy. Cái khung hình thôi ạ. Đây, để khoe cho mọi người luôn. Một cái đó, khung hình rất là dễ thương. Giờ hình hai người khác. Đó, về nữa gắn hình hai đứa vô. Dạ. Để chút. Dạ, đúng rồi. Hai đứa chút xong tôi chụp đi rồi em về gắn vô luôn. Đây, ngồi về vị trí đi. Dạ. Mình cảm nhận về nhau như thế nào lần đầu tiên gặp nhau? Anh nói là quên ở Tây Ninh đúng không? Đúng rồi. Mà anh ở đây với ai ha? Hiện tại thì anh sống ở đây một mình. Với lại trong công việc hiện tại của anh á, là mình có cái định hướng gì để phát triển xa hơn không? Tại vì nãy em nghe anh nói là anh học quản trị kinh doanh nữa, mà anh lại đi làm tài xế á, thì đó là có phải là công việc mà anh quyết định đầu tư công sức để phát triển nó không hay là sao? Anh đang có dự định trong tương lai là sau năm 30 thì anh sẽ thành lập một doanh nghiệp riêng cho chính mình. À mà là doanh nghiệp để làm cái gì anh? Doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm cho thị trường. À mà có cụ thể là anh suy nghĩ đến là sản xuất cái gì chưa? Anh đã có rồi nhưng mà anh sẽ bí mật. À, sản xuất nước rửa chén. Dạ. Đang tính nói luôn, về đổi chú Linh. Rồi, bây giờ thế này nè. Dạ. Thịnh ơi. Thịnh lại thì nắm tay bạn gái ha. Rồi yeah. Thịnh nói nãy giờ anh thấy em làm sao, anh cảm giác em làm sao. Nói với yeah. bạn gái nghe cho bạn gái biết đi. Rồi cái hát tặng bạn gái một bài nào đó.
Dạ, nói chung okay. Là mình thuyết phục đi em, thuyết phục đi chứ chị thấy là bấm hai tay bằng nhà gái của chị là ngon lành lắm á. Mắt luôn. Qua chương trình bạn hẹn hò ngày hôm nay đến đây là một cái duyên rồi. Nếu như mà chúng ta thấy rung động thì hãy cho nhau một cơ hội. Anh sẽ hát tặng em một câu ngắn thôi để thể hiện cái sự chân thành của anh. Hiền ơi, em nghe nói nè. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu em mất rồi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng trong trái tim anh yêu mình em. Tình yêu anh trao đến em sẽ không còn một ai thay thế. Trái tim anh đã thuộc về em. Hay quá đi Thịnh. Nghe tôi nhức nhối con tim luôn. Thầy của em rất là ấm. Nếu như mà có cơ hội thì anh sẽ ước một điều là anh sẽ được nắm tay em mỗi ngày. Rồi. Hay quá. Về ghế thôi. Như đó là rụng rúng rồi. Như đó là ước ác lắm rồi Thịnh. The Great Wave Toshiba. Rồi để tay nút bấm đi Thịnh. Lắng lòng mình lại kiểm tra xem có phải là nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi gì cả. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, nắm tay nhau chính thức đó. Hôm nay là hai bạn trẻ đã chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, các bạn ở dưới rất hạnh phúc đúng không? Hôm nay Thịnh rất là tuyệt vời đó, tôi thấy tuyệt vời. Con cảm ơn. Một cô gái rất là hiền. Hãy chinh phục cô gái ấy, đừng bỏ qua cơ hội này Thịnh nhé. Nào, hai đứa ôm nhau chặt cái coi. Ôm lại. Cảm giác sao Thịnh? Cảm giác thật là sung sướng. Nói đùa thôi chứ là rất là vui. Dạ. Sung sướng chứ ai không sướng. Cái anh này anh thiệt tình lắm. Thiệt tình đó, rất là thiệt tình luôn đó. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Đây là cốt súp gà Quốc Việt Food xin được tặng cho hai em. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN. Hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Rồi. Thôi. Vui, nhớ ngày hôm nay nha. Dạ. Rồi, cố lên nào. Cảm ơn hai bạn. Hãy bước tiếp trên con đường mà chúng ta đã chọn. Dạ. Hy vọng chúng ta sẽ vượt qua những chông gai, những bão táp của cuộc sống để thành hiện thực nha. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Yếu của con á thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình lắm. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc cũng dễ giận hờn. Ồ. Dạ. Hay quên gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng hay cơ. Vậy đó hả? Bạn có nhiều điểm khá tương đồng với em. Em thì yêu tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo. Mời bạn trai. Xin mời nhà gái. Ta cùng giới thiệu về nhau đi nào. Mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm trợ lý xe máy của Ban Kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Rồi, còn mình giới thiệu nào?
Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con á là con là một người làm việc rất là trách nhiệm, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Con rất là thích yêu động vật, nhà con có nuôi chó và mèo. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con á thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình lắm. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc cũng dễ giận hờn. Dạ. Hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng á cô. Vậy đó hả? Rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây, nhà trai thấy sao? Cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em. Em thì yêu Tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo ạ. Còn Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có những khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính, dễ bị mất lòng. Phòng không mà, thành ra tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh, chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái nào rõ ràng là cái đó. Bạn bên đó có thích quen với các cô giáo không? Mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ. Giáo viên tiểu học. Giờ đúng giáo viên luôn rồi đó. Giáo viên tiểu học đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy? Dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. 3 năm, có kinh nghiệm trong tình yêu rồi? Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi nhưng mà chưa gọi là một có cái gì đấy đâu. Thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao? Là tình yêu đơn phương thôi anh. À đơn phương thôi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn. Vâng, em đúng là một điểm yếu của em nữa là em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Còn mình bên đây sao nè, mình có mối tình nào chưa? Dạ thưa cô thì con chưa có mối tình nào sâu đậm. Chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 cô. Cũng vì khoảng cách địa lý xa quá nên là cũng dừng sao lại. Sao mà cách lòng luôn? Dạ. Cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Con muốn một bạn trai là cao hơn con. Từ 1m6 trở lên, hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Quỳnh Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Quỳnh Linh đổ lên đúng không? Dạ. Con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu con, gia trưởng. Yên tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh. Dễ thương quá. Con biết rồi là bộ đội mà không ú được đâu, ta luyện gì? Tập chắc lắm này nè đó, các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Không? Ú mấy bài đâu có nổi. Chào cưng. À, thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Không, nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè, giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Dạ em dư 8 phân ạ. Thấy chưa, 68 luôn. 1m68. Dạ. Ngon lành. Đô chứ không ú nha, đô dạ. Con nha. Đô cũng được cơ. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Ừ. Còn hơn ú mà nó không chắc. Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ chắc chắn không ạ. Chắc rồi chắn nào? Là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta, ông làm gì, ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy? Trai tao phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm. Cười quá, bên chúng nhà gái luôn. Người ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè, em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm, nói chung là xinh đẹp như chị là được. Không thích con gái luộm thuộm. Nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Con thấy mình được trên 80%. Tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95%. 95%. Vậy là hợp lý rồi. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình gặp mặt ha. Chính xác. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè. Tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À. Số với chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Hèn gì. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng.
Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm, lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Thế nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Gặp nhau ở đây rất là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Trâm, cho chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? À, dạ, vẫn đang tìm hiểu thôi à chú. Có liên lạc nhau tốt không? Tiến triển tốt không? Nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc dạ, cho hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn, đánh đâu thắng đó. Dạ, dạ, có hơn vậy. Rồi, Tiến đi với ai Tiến? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội ạ. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường, nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của Không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn đây hỏi bạn gái, gái nè, nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Ồ, vậy đó. Rồi, mở rào. Bắt đầu cho Tiến. Nào, quyết chiến quyết thắng nha. Anh chào em ạ. Anh có món quà muốn tặng em. Tặng cho em một lọ hoa lavender ạ. Biểu hiện cho sự may mắn và trung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ, có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Ừ, anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì em có một bài thơ viết tặng anh. Cái này em sưu tầm được. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Để em gửi tặng anh. Để anh gửi rồi. Tiến đáp lại Tiến. Dạ quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi, đáp lại cái bài thơ đó. Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC, toàn thể hội trường bài hát Hành Khúc Ngày Và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch, bộ đều đêm rất kinh chờ nghe tiếng pháo giàn, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào, ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, chờ ngay trong cách chờ nơi cháy ngời tình yêu. Pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giặc Mỹ, giặc dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ, cái chết cúi gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu, ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu, đêm ngày trong chiến đấu anh vẫn sống, vẫn em với anh em sống vẫn gần nhau. Em run quá. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha. Mời hai bạn về vị trí. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh, thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần.
Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào? Lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Tại vì em cũng rất là quan tâm, giúp đỡ mọi người, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi ạ. Em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên. Hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này, trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Chú lãng mạn quá chú. Con gái thiệt nói á. Dạ hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói với ảnh kìa con, đâu đây ra. Nói với ảnh đi. Thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này, tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được. Để thử coi em nói gì với ảnh coi, trong lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt. Dạ thì em rất là ấn tượng về anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Mình đồng ý. Về chỗ đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm. Coi như tự tụi con nói chuyện hết rồi. Nó ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Để tay nút bấm đi em. Để con. Nào, bên trái kìa tiếng. Chúng ta đã nghe những lời ngọt ngào. Và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Đỏ tươi, đỏ tươi luôn. Đúng không con? Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi. Bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Con hứa là con sẽ chân thành và trao trọn niềm tin cho bạn ạ. Bạn gái, nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ, đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện về cho con với Tiến tìm hiểu nhau. Con xin phép chú hiệu trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hiệu trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nào, ta làm thủ tục cái nào, nụ hôn đầu tiên nào. Cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá. Đó, nhẹ nhàng vô. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thấy sao? Dạ, thấy sướng. Thấy sướng. Rồi nhớ nha, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó. Bây giờ có rồi. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Con cảm ơn cô Hồng Vân và chú Huỳnh Linh ạ. Giáo án em vẫn mở cho trái tim anh bay vào. Như thế là mình thành công rồi. Thì qua mình quá thành công rồi. Thôi bây giờ vậy đi, để không để mọi người chờ lâu ha. Mình sẽ gặp gỡ ngay cặp đôi thứ nhì, xem họ có bấm nút cho nhau hay không. Xin mời. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Trời ơi.
anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Mẫu tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, mời cô gái xinh xắn quá à. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho bên hàng rào cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay và bạn gái phía bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Thành, năm nay 26 tuổi, thuộc tiểu đoàn 739, lữ đoàn công binh 25, quân khu 7. Hiện tại đang đóng quân trên địa bàn Biên Hòa, quê quán ở Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Hết. Thôi hồi hộp hả em? Hồi hộp xíu. Để bên đây giới thiệu đi để cho chú bộ đội bớt căng thẳng. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và toàn thể khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh, con 22 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi? Trời ơi. Trời ơi. Làm lĩnh vực giật mình ông ơi. Sao tự nhiên con sao con gan dữ vậy? Con thích cái lĩnh vực đó vậy con? Nhưng mà ở đây là vấn đề là con rất là gan dạ luôn đúng không? Để qua gặp đàn gái coi. Đó, mà như công chúa vậy đó. Ừ. Dễ thương xinh xắn quá. Sao mình chọn cái ngành nó vậy con gái? Dạ, do có một lần á, con coi phim ma, nhưng cái xong cái con sợ ma, xong cái con nói chắc phải kỳ này là phải bỏ được cái tật đó, phải vô khám nghiệm tử thi coi mình sợ nó không? Thôi khỏi đi. Rồi nhưng mà thấy ấn tượng rồi đó. Tại sao con lại thích quen bạn trai là bộ đội? Dạ, do là bên nhà con á, họ hàng với lại trong gia đình á, có người làm quân đội công an. Anh của con á, cũng làm bên công an, xong cái con thấy tính của anh á, xong ổng nghiêm khắc với con quá. Con mới nghĩ là chắc mình phải quen cái người quân đội này để họ chỉ bảo mình nhiều hơn. Rồi, bây giờ đàn trai giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là thì rất hòa đồng, hoạt bát. À. Nhiệt tình trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi, công tác chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn, rồi là biết tí nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình. Điểm yếu của con thì hơi nói chung hơi ngại tí cho đám đông. Ngại đúng không? Dạ. Từ từ sẽ không ngại thôi. Dạ. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ một chút. Một hả? Dạ. Một là tình. Quen ở đâu? Dạ cũng quen trên đơn địa bàn ở Bình Phước, lúc làm công trình trên đó có quen ở Bình Phước. Bao nhiêu năm? Dạ có 6 tháng à. Quen 6 tháng là sáng tháo luôn hả? Dạ. Sao chia tay rồi quen ngắn vậy? Cô ấy bảo là đặc thù công việc của em nói chung là nó về một tuần gặp nhau còn lên nên bảo không có thời gian dành nhiều. Không có thời gian. Dạ. Cái công việc của em là làm cái gì cụ thể, là chuyên môn là gì? Dạ chuyên môn của em vừa lái xe vừa lái máy. Em lái được xe tăng không? Dạ được chị. Ồ vậy hả? Giờ con nói lớn lên cho anh bên đó nghe được cái điểm yếu, điểm mạnh của mình như thế nào? Dạ điểm mạnh của con á, con là một người tự lập, có trách nhiệm trong công việc. Thế lại con cũng hay tuân thủ đúng giờ lắm. Con là một người thích hát nhưng mà không hát được hay lắm. Bây giờ sẵn con hát tặng anh bên đó một bài luôn được không ạ? Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh, muốn anh chờ che cho em mỗi đêm lạnh về, em muốn nói yêu anh rất nhiều. Có nghĩa là mặc dù là rào chưa có mở đúng không? Yeah. Nhưng mà là bất chấp luôn, con nói thẳng với anh luôn là coi như con không cần lý lẽ, chỉ biết là đã đến đây rồi là sẽ yêu anh. Đáp từ luôn em trai. Bây giờ đó bên kia nghe xúc động không cưng? Dạ xúc động chị. Bên cạnh hát bài thì em xin đọc mấy dòng thơ. Do em từ sáng tác mà em hơi run tí, cho em cầm cái giấy để em đọc cái nha. À dạ. Đừng qua cặp giấy rồi. Đọc lớn lên nha. Dạ. Trăm năm giữa trốn hồng trần, vì duyên ta đã một lần gặp nhau. Gặp nhau thì đã sao đâu, vì sao tim đã cùng chung nhuộm màu. Ngoài kia lết phết mưa ngâu, công binh lên đó bắt cầu rước em. Nhẹ nhàng em kéo rèm xem, Quyền Linh dẫn lối anh đem tim vàng. Chúng ta đôi phút ngỡ ngàng, nút vàng cùng bấm cả làng chung vui.
Nút vàng cùng bấm ha, cả làng chung vui, bữa nay làng cũng vui hết nếu mà hai bạn bấm nút. Bây giờ để hỏi bên đây coi là con đã có mối tình nào chưa nè. Dạ, con đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thì lúc hồi chuẩn bị đại học, chỉ quen chóng chánh thôi vậy, chứ con cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Còn mối tình thứ hai thì con quen khoảng gần một năm, nên là cả hai thuộc dạng như là chưa tin tưởng nhau lắm á. Nên là con chủ động chia tay. Cái điều mà con mong muốn ở cái người bạn trai của mình là như thế nào? Dạ, cái điều con mong muốn ở người bạn trai là cái người phải có trách nhiệm, một người phải tự chủ, đừng có ăn hiếp con quá. Đừng ăn hiếp. Rồi cái người ta sẽ phải làm gì để mà con cảm thấy là con tin tưởng người ta? Anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Mẫu tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ. Có giác quan con hả? Dạ. Vậy là con đọc gì hết mọi người trước mặt luôn hả? Con mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, con mong muốn người yêu lý tưởng phải hiếu thảo cha mẹ, có một công việc ổn định. Rồi gì nữa, chiều cao, thấp. Chiều cao rồi dạng giống ai? Nói chung là một cái mẫu hình lý tưởng về mặt nhân dáng bên ngoài, ngoại hình á. Chiều cao thì cao hơn con là được. Anh có mập quá thì con sẽ cùng nhau đi tập thể dục. Rồi đo hết lại. Đừng có nói mập con, đụng chạm nhiều người. Cũng khó tập lắm con. Tôi qua tôi coi bên đàn trai tôi cái thôi coi. Hiền chút thôi, rắn chắc. Chào cô. Chào cưng. Cái hình mẫu lý tưởng của cưng là như thế nào? Dạ, nói chung một người phụ nữ là biết chăm lo cuộc sống gia đình, nhìn trên nhường dưới. Đơn giản. Đơn giản thôi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình nên hỏi người thân đúng đi. Đúng rồi. Bây giờ con đi với ai nào? Dạ, con đi chung với hai bạn thân. Hai bạn thân. Dạ. Rồi bạn thân cho ý kiến coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, chào anh bên đây ạ. Em là bạn thân của Linh từ năm lớp 10 tới bây giờ ạ. Chú Linh là một cái người á, tuy bề ngoài có vẻ rất là đàn ông, nhưng mà bên trong thì lại rất là yếu đuối và dễ tổn thương. Đối với Linh, nó cần nhất là trong một cái mối quan hệ tình cảm, đó là cái sự tin tưởng lẫn nhau và sự chung thủy. Em hy vọng là nếu anh và Linh có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn thì mong anh sẽ bảo vệ được bạn của em ạ. Linh ơi, anh bên đây thì trông rất là hiền lành và chân thành, đúng với gu của Linh lên đến chắc khoảng 90%. Là một chút nữa có gì Linh hãy bấm nút cho anh nha. Rồi, cảm ơn cưng. Rồi em đi với ai nào? Dạ, bên này em đi với là chính trị viên của em, với là có chú của em nữa. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì xin chào toàn thể mọi người khán giả trong hội trường cũng như là những bạn xem truyền hình. Thì đầu tiên xin phép được nói về đồng chí Thành trước. Trong đơn vị, đồng chí Thành phải nói là một con người rất hiền lành, dễ thương. Đặc biệt rất yêu mến đồng chí Thành trong quá trình là nhận nhiệm vụ. Luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ không kể bất kỳ giờ nào, khắc nào. Luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đến tới đây thì cũng rất là cảm ơn chương trình vì sắp xếp rất khéo. Ở dưới đây chúng tôi thì trên cương vị nhìn nhận đây là gương mặt rất tương đồng và tính cách rất tương quan. Còn đối với Thành nè, đối với bạn nữ bên này phải nói là dễ thương, đáng yêu, dịu dàng. Và tính cách này rất hợp với những người vợ của những quân nhân. Hãy thực hiện đúng như lời em đã nói, chuông vàng cùng bấm, cả làng chung vui. Hay quá, thủ trưởng nói hay quá. Dạ mời chú ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào họ nhà gái. Tôi là chú thân của cháu Thành. Thì qua cái cháu Thành thì chỉ huy trực tiếp đã phát biểu. Còn về cháu gái thì chú chỉ nói với Thành rằng là đây là một cái duyên rồi. Thì các cháu nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Kéo rào ha. Mở rào. Mặn luôn bài thơ luôn nha. Bắt đầu đi Thành. Cày đó em phải giới thiệu là em làm như thế nào. Đẹp quá. Đây, để đây luôn, để đây luôn, nó nặng quá, bạn ấy không được. Cũng nói ý nghĩa cày đi em Thành. Nói cái ý nghĩa đi. Thì cây này là từ, nói chung là từ lúc anh đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh làm ở công trình thì anh lấy những con thẹp ở công trình thì anh quấn thành cái cây để mang tới tặng em. Em làm bao lâu cái xong cái cây đó Thành? Dạ, một tuần đây. Một tuần đó hả? Dạ. Công nhận cái cây rất là đẹp luôn á. Dạ, em cũng có một cái cuốn sổ tặng anh. Trong đây là trang đầu em viết về thơ, về hóa học. Còn những trang sau em mong anh là sẽ viết chuyện tình yêu của chúng mình. Cảm ơn.
Và em cũng tặng anh một bài thơ em sẽ đọc trong đó. Nếu anh là axit, em xin làm 3 giờ để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Mình cảm nhận về nhau đi hai bạn. Khi mở rao thì em cảm thấy anh con người như thế nào? Dạ em thấy anh hơi căng thẳng thì phải. Nói chung lúc mở rao á thì anh thấy em thì nói chung nhìn cũng hiền, dịu dàng. Nếu mà quen nhau thì khoảng được bao lâu thì có thể tiến tới? Khoảng 1-2 đến năm sau á. 1-2 năm sau à? Dạ. Có lâu quá không? Thì người ta bảo rồi, cưới vợ phải cưới liên tay, để lâu thì người ta lấy mất sao? Không bao giờ, nếu mà tình yêu mà chắc chắn rồi thì không bao giờ có chuyện đó. Khi mở rào ra thì con thấy anh sao? Anh có giống như trong tưởng tượng không? Anh không giống như trong trí tưởng tượng của con lắm. Vậy hả? Chứ con tưởng tượng sao? Dạ con tưởng tượng chắc quân đội thì da ngoài nắng nhiều á, họ sẽ đen, với lại họ sẽ già. Đâu mà, ra trời ơi. Mà anh đây thì là sao già được? Ờ anh đây thì sao nè? Dạ anh đây trẻ, khác với trí tưởng tượng con nhiều lắm. Trời. Nhưng mà bây giờ nè, giữa anh ở đây với lại cái anh trong trí tưởng tượng con á, thì con thích anh nào? Con thích anh đây. Dễ thương không? Con thích anh ở đây. Mình hẹn hò sao đó hai đứa hỏi đi. Một tuần gặp nhau mấy lần? Một tuần thứ bảy, chủ nhật thì em có rảnh không? Dạ trong một tuần đó thì thứ bảy là em rảnh. Còn chủ nhật là bệnh nè. Dạ chủ nhật em đi học. À, chỉ có nghỉ mỗi ngày thứ bảy thôi hả? Dạ cũng tùy lúc anh. Nếu mà kết thúc môn sớm á thì chủ nhật sẽ rảnh thôi. À, thì như công việc của anh á, kỳ đặc thù như vậy á, anh thì nói chung một tháng thì cũng nghỉ được 5 ngày. Dạ. Nói chung cũng mong trong 5 ngày đó sẽ em cũng rảnh để mình có thể đi đâu đó chơi hoặc đi xem phim gì đó. Dạ. Mình thử mình tiến tới nắm tay bạn gái đi. Mình thử hỏi là em ơi, nữa nếu như hai đứa mình lấy nhau thì em thích sinh con trai hay con gái? Hỏi thử đi Thành, mạnh dạn lên. Nói chung nếu mà lấy nhau thì em muốn thích con trai hay con gái? Dạ em thích cả hai. À, anh cũng muốn như vậy. Dạ. Thành cảm giác trai bạn gái thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Mềm lắm anh ơi. Mà còn có một cái gì ấm áp từ tay bạn gái. Bây giờ thì trong con người của em á, thì bây giờ tim nó đập nhanh lắm. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta đã trải qua thời gian trò chuyện với nhau, tập trung hết sức mình xem trái tim mình có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, mình không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1 2 3. Cạch cạch hai cái là tôi nghe rõ lắm rồi. Hãy nắm tay nhau đi. Bắt đầu chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Anh Thành hôn em đi nè. Đó, nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên luôn đó. Sao? Con thấy sao, hồi hộp không? Dạ con hết hồi hộp rồi. Hết hồi hộp rồi. Hung lại con, hung lại. Đưa má cho em gái hung với Thành. Trước khi chúng ta chia tay thì chương trình cũng xin chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Nào nắm tay bạn trai. Đó, vậy đó. Đừng buông tay nhau nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Chúc cho tất cả những ai đã bấm nút, chúng ta sẽ sớm tiến tới hôn nhân và tìm ra hạnh phúc của chính mình. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
còn sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ canh ma cho em. Bảo vệ cho em đúng không? Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Nhưng mà em nhìn thấy anh ấy, em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh đẹp trai anh này, em không đổ nè. Ồ, anh vậy đó hả? Ồ, cảm ơn em quá. Rất là dễ nghe ha. Dễ nghe đúng không? Anh cũng thích gửi gái bắt nữa. Từ đó vậy, chưa có ai thích em mà em cũng chưa có mối tình nào. Đôi khi em một vấn đề nào đó em chịu đựng vượt cái sự giới hạn của em á, thì đôi lúc em không có kiềm chế được cái lời nói, đôi khi người khác nghe dễ hiểu nhầm. Em thấy em là em chịu đựng giỏi lắm ấy, thành ra thường thường là chỉ có người ta đẩy em thôi chứ không có đẩy ai hết. Em muốn một người chững chạc một tiếng, một người ấm áp điềm đạm. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.